số 1 của Serie Mania. Trong trận đấu này thì đội tuyển Olympic Việt Nam chơi với đội hình gồm có số 50 thủ môn Bùi Tiến Dũng, số 3 Đỗ Duy Mạnh, số 4 Bùi Tiến Dũng, số 5 Đoàn Văn Hậu, số 9 Nguyễn Công Phượng, số 10 Nguyễn Văn Quyết, số 13 Hà Đức Trinh, số 15 Phạm Đức Huy, số 17 Vũ Văn Thanh, số 19 Nguyễn Quang Hải, số 21 Trần Đình Trọng. Như vậy là sau khi bình phục chấn thương, Trần Đình Trọng đã trở lại đội hình xuất phát. Trong khi đó thì những cầu thủ như Nguyễn Công Phượng và Hà Đức Trinh đã được lựa chọn để chơi ngay từ đầu để thay vào các vị trí của Anh Đức và Phan Văn Đức. Và như vậy hiệp 1 trận đấu giữa hai đội Olympic Việt Nam và Olympic Syria đã bắt đầu. Cú đá không chuẩn xác. Pha dứt điểm là của An Ahmad. Vũ Văn Thanh bật tập trung lộ, Công Phượng. Hậu vệ biên của Olympic Syria đã bó vào rất nhanh để hạn chế đường tấn công của Công Phượng, và đó là tình huống phòng ngự chính xác của Quốc Dali. Hoan hô Bùi Tiến Dũng. Như một trung vệ thòng, Tiến Dũng đã có mặt đúng lúc để giải nguy. Một pha vượt tốt. Rất may là bóng đi ra ngoài. Thủ môn Bùi Tiến Dũng là hoàn toàn bất lực sau một pha vượt xuống nách hàng thủ rất tốt của cao thủ Siri. Một cú vả chân phải rất thuần thục của cầu thủ số 7 An Ba Hơ. Về cơ bản, Việt Nam vẫn thi đấu với sơ chiến thuật 3-5-2. Bộ đôi tấn công là Công Phượng và Hà Đức Trinh. Văn Quyết hôm nay đá thấp hơn bình thường. Rất nguy hiểm. Cú đá vào ngay góc gần và Bùi Tiến Dũng đã cảnh giác. Một tình huống mà có lẽ của Việt Nam đã không dám quyết liệt vì sợ penalty. An Haber. Sóng gió đã trôi qua. Anh Đức nhà bóng tuyến đây, bắt đầu pha tiếp bóng nhanh của các thủ áo trắng. Đáng tiếc là cú sút của Văn Hậu đi cao hơn so với khung thành của Olympic Syria. Đây là pha tấn công đáng chú ý nhất của đội Việt Nam đến lúc này. Tất cả đều phát huy đúng vai trò của mình. Anh Đức làm tường nhả bóng ra đúng tầm chân của Văn Hậu. Hết sức nguy hiểm. Pha dứt điểm của cầu thủ mới vào sân thay người San Ha. San Ha đã lập hat-trick ở trận đấu gặp Timor Leste. Tình huống hết sức nguy hiểm. Rất may là trọng tài đã không cắt còi, không nổi còi. Vâng, bất luận đúng sai thế nào, lúc này nếu như một tiếng còi vang lên thì sẽ thật sự là tai họa. Pha lên bóng của Olympic Syria. Mamua. Sóng gió đã qua đi. Pha phối hợp khá bình tĩnh của Olympic Syria, nhưng họ đã không thể đánh bại hoàn toàn được sự chống đỡ của các hậu vệ áo trắng. Nỗ lực giành bóng của Anh Đức. Phạm Văn Đức, Văn Toàn. Văn Toàn! Hết sức đáng tiếc. Vâng, quá đáng tiếc các bạn ạ. Một tình huống mà chúng ta đã cố gắng để nắm bắt cơ hội. Văn Toàn rất cố gắng tung ra hai cú đá liên tiếp.
Pha bóng không được như ý. Vẫn là đội Việt Nam vắt hậu. Không vào. Văn Hậu đã có cơ hội để thực hiện pha bóng quen thuộc của mình. Ở một vài phút vừa rồi thì nhịp độ tấn công của Olympic Việt Nam đột nhiên được đẩy lên. Và đội bóng của Việt Park Hang Seo cũng đã có được những tình huống tiếp cận. Đáng tiếc là chúng ta không có được một pha bóng dứt điểm nào thực sự lợi hại. Tiến Dũng. Phụ thứ nhất là cái cơ sở để cho Park Hang Seo quyết định tiếp tục tạo ra những tình huống đột biến như vừa rồi. Cú phóng trái bóng từ tuyến dưới của Olympic Việt Nam đã tạo ra sự bất ngờ cho đối phương. Chúng ta cùng xem lại đường truyền này. Vâng, bộ đôi trung vệ anh Tùng ạ. Chúng ta đã nói về việc bộ đôi trung vệ có xoay sở chậm và đôi khi bóng lót cho nhau không tốt. Một pha phản kích rất nhanh từ sân nhà. Hàng thủ Siri đã lúng túng. Vâng, và Văn Toàn, cầu thủ cuối cùng vào sân thay người, đã lập công. Pha ghi bàn đầu tiên của Văn Toàn tại ASEAN lần này. Thời gian còn lại của hiệp phụ có thể còn rất nhiều. Nhưng phải nói rằng vào lúc này chúng ta đang ở trong những giây phút vô cùng ngây ngất. Văn Toàn. Khoảng trống rất nguy hiểm. Cầu thủ đối phương đã không thể có được một cú đá như ý. Pha sút không trúng tầm bóng vừa rồi là của Hanan. Phần lớn những gì đã diễn ra trong 100. Hết giờ! Chúng ta đã thắng. Bàn thắng duy nhất của Văn Toàn đã đưa đội tuyển Olympic Việt Nam lọt vào top 4 đội hay nhất của ASEAN năm 2018. Một mốc lịch sử nữa lại được bóng đá Việt Nam xác lập. Xin chúc mừng bóng đá Việt Nam, xin chúc mừng cầu thủ Olympic Việt Nam. Cảm ơn ông Park Hang-seo và các học trò của ông. Một trận đấu tuyệt vời nữa, cho dù đây là trận đấu mà chúng ta đã cảm nhận quá nhiều những khó khăn. Nhưng đây là một lần nữa chúng ta cảm nhận được sự chuẩn bị của Olympic Việt Nam ở ASEAN lần này là rất tốt. Rất nhiều những phương án đã được chuẩn bị và những con người mà ông Park Hang-seo đã sử dụng đều đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong trận đấu này. Kể cả những người đã bị thay ra hay những người được đưa vào để thay thế. Chiến thắng là hoàn toàn xứng đáng. Chỉ là một bàn thôi nhưng bàn thắng đó đã đưa chúng ta đến với một mốc mới của lịch sử. Xin cảm ơn tất cả. Khoảng trống trước mặt cho Văn Quyết. Vẫn là Văn Quyết. Nhà bóng từ đây. Không vào. Cú đá là của Quang Hải. Tình huống đáng chú ý đầu tiên của cầu thủ Việt Nam. Văn Quyết giữ bóng rất tốt. Trả lại đúng. Văn Quyết. Khoảng trống. Không được. Rất tiếc. Cú đá của Lương Xuân Trường. Các cổ động viên vẫn đang chờ đợi Xuân Trường bùng nổ ở giải đấu lần này. Khi có tình huống việt vị, rất may là trợ lý trọng tài số 2 người Trung Quốc Song Sang-hun đã căng cờ báo việt vị. Trọng tài đã có lý. Đức Huy đánh đầu. Cú chạm đầu là của anh Đức. Với anh Đức thì bên cạnh những tình huống phối hợp đá nhỏ đá trung bình, chúng ta có thể chơi bóng bổng rất nguy hiểm. Không vào. Hoan hô thủ môn Bùi Tiến Dũng. Một tình huống phối hợp đứng từ, tuy nhiên hóc hiểm của cao thủ Siri. Tiền vệ của chúng ta đã
không đánh chặn tốt và đội bàn đã có thể phối với nhau tạo ra một cơ hội thực sự. Pha và pha thả bóng của tiền vệ cầu nối bên phía Bahrain đã đánh đúng vào vị trí mà Vũ Văn Thanh cần phải chạm lại. Rất nguy hiểm. Thêm một pha dứt điểm hết sức nguy hiểm về cầu môn của Bùi Tiến Dũng. Phấn. Và dù sao thì đó cũng là một hành trình trong cả một chặng đường dài sắp tới của các cầu thủ trẻ. Tình huống quay chậm để xác định rõ hơn đó liệu có phải là một quyết định chính xác của trọng tài người Trung Quốc hay không. Đúng là chơi thiếu người, nhưng đây là lúc mà Olympic Bahrain lại đang rất chủ động. Lỗi việt vị vẫn còn. Đức Huy. Bóng đập sang. Thêm một pha bóng hú vía với cầu thủ Việt Nam. Rõ ràng Bahrain rất hiểu cầu thủ Việt Nam và khó chơi hơn nhiều so với mọi người hình dung. Chính xác thì Bùi Tiến Dũng đã bay người trong cặp mắt dõi theo họ qua những tín hiệu truyền hình chính thống. Cú dứt điểm có thể nói là khá lợi hại và đánh đầu của Hà Đức Chinh. Hà Đức Chinh không to cao nhanh đức nhưng cũng có thể xô. Vẫn chưa thật sự vội vàng. Đánh đầu. Vẫn triển khai một lối chơi tực. Quang Hải. Hơi sâu. Vẫn còn. Không được. Vẫn là của Việt Nam. Văn Thành. Phạt góc cho các cầu áo đỏ. Pha phá bóng của An San San. Cú đệm lòng nguy hiểm trước đó là của Phan Văn Đức. Thủ môn đối phương đã bị đánh bại. Toàn. Hoàng Trung. Sút. Vào rồi. Vào rồi các bạn ơi. Công Phượng đã ghi bàn. Cuối cùng thì chúng ta cũng đã có một cơ hội thực sự và Công Phượng đã không bỏ lỡ. Những sự thay đổi người vẫn luôn là một đặc điểm có thể nói là xuất sắc từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Và bây giờ thì sự thay đổi người đó đã được phát huy. Công Phượng bằng một cú đá có thể nói là không thể cản phá đã khai thông bế tắc ở thời điểm mà trận đấu không còn nhiều thời gian. Bàn thắng chẳng khác gì một bàn thắng vàng được Công Phượng tạo ra. Cú đá rách lưới thủ môn đối phương. Quay. Công Phượng dứt điểm rất kỹ thuật bằng mu trên. Phượng. Văn Toàn. Giữ bóng rất tỉnh táo. Văn Quyết. Quang Hải. Không vào. Bóng đi đúng tầm chân trái sở trường của Quang Hải. Và đó là một cú sửa bóng mà nếu như nó đi vào góc cao khung thành của Bahrain thì chắc chắn là thủ môn đối phương chỉ còn biết đứng nhìn. Và thực ra thì trong tí vừa rồi